Chào mọi người đến cái kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình airdrop Aborium. Để tham gia chương trình airdrop này, mình tiếp phần link mô tả. Mình mở Telegram, mình sẽ tắt chatbot các bạn. Rồi, nhóm vô đầu tiên quản lý cấp trang các bạn. Một tốc cần này nó sẽ phân phối vào sau khi tốc cần này nó sẽ list sàn rồi nó sẽ phân phối ngay tới các bạn. Đây là một dự án tiềm năng đó các bạn ơi. Chương trình airdrop này mình sẽ nhận được một token CEFI khoảng 20 đô mà mình get 0.25 khoảng 5 đô các bạn. Rồi bấm vào continue. Cái này là mình thấy ngon các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group kênh seller các bạn. Rồi. Các bạn bắt đầu lên nè. Chuyển tiếp kênh channel nè. Con này hình như nó phân phối vào ngày 21 tháng 11 năm 2021 nha các bạn. Các bạn join vào bắt đầu lên. Theo các bạn lo follow like và tam ba người bạn nè các bạn. Nên dự án này các bạn khá là ngon các bạn. Con này tổng cung nó rất là thấp nên các bạn nên làm các bạn. Mình nói thật đó. Theo thì các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn like và like và tweet tăng 3 người bạn và viết ở game các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Cộng mình cộng các bạn chờ xíu nên tìm tên những người bạn hay cộng các bạn tan ba người bạn nào thì thường xuyên các bạn tan nghe các bạn tan nó sẵn theo quên nó sẽ phá hạt tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn bấm các bạn follow Facebook nữa bạn nhấp vào các bạn. Rồi các bạn bấm thích nha các bạn. Phan các bạn chờ mình chút xíu các bạn, để mình lướt xuống mình xem Aborium này các bạn. Con này có tổng cung có 88.000 tốc cần. Rồi bạn like. Rồi các bạn like nữa các bạn. Rồi các bạn mới nếp đi, các bạn mở Telegram ra rồi lại nghe tất cả các bạn. Rồi các bạn mới nếp lên nè. Rồi nó hỏi các bạn có join kênh group kênh seller không bằng bấm join nha bạn. Rồi các bạn gỡ lên đường pin profile tweet của mình các bạn. Các bạn mở tweet của mình ra nha các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ các bạn. Các bạn nhấp vào bài và trên cùng nữa các bạn. Các bạn nhấp vào chia sẻ các bạn. Rồi các bạn sẽ chép vào khe giới tạm các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Các bạn bắt UC. Rồi bạn dán vào các bạn. Sau khi bạn dán xong các bạn bấm gỡ nữa. Chờ nó lót dán chút xíu nữa các bạn. Rồi các bạn chờ nó cập nhật thông tin chút xíu nữa các bạn. Rồi tiếp tục là cái Facebook link của mình nha các bạn. Các bạn cũng nhấp vào trang cá nhân Facebook nữa. Vâng. Mình thì xài Facebook trên web các bạn. Facebook thì các bạn lấy bấm vào một chia sẻ nè các bạn. Vào dòng thời gian của mình. Các bạn sao chép vào khi nhớ tạm các bạn. Đây mình có Facebook mình các bạn. Ada Fancy Shoe. Rồi các bạn đáp lên các bạn. Các bạn gỡ đường link blue file Facebook mình các bạn. Dán vào nè. Rồi các bạn gỡ các bạn. Các bạn cố gắng ủng hộ mình các bạn. Mình sẽ kiếm một cái máy chạy rất là nhanh cho tất cả các bạn các bạn. Nhưng không phải bây giờ. Rồi các bạn mới đi chỉ với chocolate, máy sơ chocolate nha các bạn. Vì trên tài liệu của máy này có nhiều.
không thể sang qua mấy kia được. Rồi các bạn mở các bạn mình nha các bạn. Dài thác lên khá là cao. Rồi các bạn sao chép nha mà. Để đồng tê đếp tăng nè bạn, tăng giá nè. Rồi các bạn cũng mở đi chi cho nha các bạn. Dán vào nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm đoan nha các bạn. Rồi bấm set nha các bạn. Rồi bấm set tiếp đi cập nhật xuất. Vậy mình đã nhận 0.25 tấm cần nè các bạn. Vậy video này kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nha.